Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Trung tâm Điện tử Thanh Huê với địa chỉ là ngõ 14 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội và số điện thoại shop em 0333 289 289. Dạ vâng, ngày hôm nay thì em tiếp tục cập bến được hai cái con Lukman với cái model là L505U và L505F. Cập bến tại shop em trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối các bác nhé. Ở chính giữa là hai cái đồng hồ. Dạ vâng, hai cái đồng hồ rất là đẹp luôn. Và em sẽ quay gần để cho các bác quan sát được cái độ đẹp ở cái khuôn mặt của con này ạ. Đây là volume của con L505U các bác nhé. Rất đẹp. Khuôn mặt màu trắng bạc. Đó, màu bạc rất đẹp và sang trọng ạ. Mặt mũi không hề có một cái nốt xước nào đâu các bác ạ. Cái dòng này thì bên kênh em cũng đã quay rất là nhiều, cho nên cái video này em chỉ quay chi tiết cụ thể cho các bác được quan sát cái độ đẹp của cái con âm ly này thôi ạ. Và các bác ưng con nào thì liên hệ trực tiếp với em để chốt ạ. Đây là hông của cái con L505U các bác nhé. Toàn bộ đều là cái màu trắng bạc ạ. Đó. Đây là mặt trên. Tiếp theo, đây là con L505F. Và đây là mặt đằng sau các bác nhé. Đây là bụi ạ. Phải nói là mới đẹp 99% luôn các bác ạ. Đó. Công suất của hai con thì đều 200W khi ở 8 ôm các bác nhé. Các bác ưng con nào thì hãy liên hệ trực tiếp với em để được cái giá tốt nhất. Em cảm ơn các bác đã xem hết video của em và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.